Xin chào các khán giả thân mến, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Sovereign Mars. Như mọi khi, Alexander Sudarev luôn đồng hành cùng với các bạn và chúng ta đang ở trung tâm thiết kế công nghệ kỹ thuật cũng của Sovereign Mars. Và ngày hôm nay là ngày mà theo rất nhiều yêu cầu của các bạn, chúng tôi sẽ giới thiệu các quá trình đang diễn ra trên công trường. Vâng, thực sự, tòa nhà nơi chúng ta đang đứng, mặc dù có thấy rất nhiều thiết bị, vẫn là một công trường. Và hôm nay, công việc đang diễn ra khá là sôi nổi. Hy vọng rằng bây giờ các bạn vẫn nghe tôi rõ, bởi vì đằng sau có các máy cắt góc đang làm việc. Và nhìn chung, có khá đông người đang làm việc để xây dựng cơ sở của chúng tôi. Thứ nhất, chưa đi đâu xa khỏi xưởng laser này. Chúng ta có thể thấy, chúng tôi đã có sẵn 3 chiếc máy laser lớn. Tất cả các máy laser đã được đưa vào vận hành, đang hoạt động và đang thực hiện nhiệm vụ trực tiếp của chúng. Chúng tôi có 2 máy laser sản xuất tại Trung Quốc, 1 chiếc được sản xuất tại Nga. Tiếp theo, phía đằng sau đã được lắp đặt, hay nói đúng hơn là hiện đang được lắp đặt một trạm máy tạo nitơ. Có một trạm đã được lắp đặt và kết nối rồi. Nhưng khi công suất tăng lên thì lượng nitơ tiêu thụ cũng tăng lên. Vì vậy, các chàng trai hiện đang tiến hành kết nối nó, kết nối ống và sau đó sẽ bắt đầu vận hành thử. Nếu nhìn xung quanh xưởng, chúng ta có thể sẽ thấy thật sự có rất nhiều thiết bị. Hãy nhớ lại những gì đã có ở đây. Đó là các máy công cụ, các máy tiện trung tâm, một trung tâm gia công để phay, có một máy ép nhựa nhiệt dẻo 2 thành phần để sản xuất các bộ phận bằng nhựa. Về máy laser ở đây, cũng như trước kia, có một máy khắc laser, một máy laser để làm việc với các vật liệu phi kim loại. Các máy thu gom cục bổ sung cũng đã mới chuyển về. Và mặc dù có rất là nhiều thiết bị sản xuất, nhưng trong xưởng vẫn còn một lượng lớn các vật liệu xây dựng. Nếu bạn và tôi nhìn theo hướng đó, chúng ta sẽ hiểu rằng có những chiếc hộp đựng thiết bị chiếu sáng. Và ngay cả hôm nay, hệ thống chiếu sáng này cũng đang được lắp đặt vào đúng vị trí của nó. Thật không may, hiện nay chúng ta không thể trang bị máy móc thiết bị cho toàn bộ không gian làm việc này, vì nếu không, sẽ không có cách nào để tiếp tục công việc thi công hoàn thiện tòa nhà. Các ống nối thông gió trên đầu của chúng tôi đang ở mức độ sẵn sàng khá cao cho xưởng này. Đã có các đầu ống thoát, các lối ra. Ở đó sẽ lắp lên những chiếc mái ô đặc biệt. Và điều này thật sự không thể không vui mừng. Tức là nhà máy sẽ sớm có được hơi thở sống động với đầy đủ không khí. Các thanh nối cái đã được lắp đặt để đảm bảo khả năng kết nối các thiết bị khác nhau, các dây chuyền sản xuất khác nhau cho các thứ động cơ khác nhau về kích thước, kích cỡ và thể loại mà chúng tôi sẽ làm ra. Và thực tế là tất cả những các điều này đã trở thành hiện thực nhờ sự làm việc chung của chúng ta, nhờ công việc của từng nhà đầu tư, từng đối tác trong công việc gây quỹ và công việc của đội ngũ đã xây dựng tất cả được những thứ này. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang các phòng khác và xem điều gì đang xảy ra ở đó. Bây giờ trên màn hình của bạn, bạn sẽ thấy tòa nhà hành chính ở tầng 1. Ở đây chúng ta có thể thấy mức độ sẵn sàng cao cho bước hoàn thiện cuối cùng. Đang thực hiện, hay nói đúng hơn là đã hoàn thành ở một số nơi, việc lắp đặt gạch men và bố trí phòng vệ sinh. Đã lắp đặt phòng vệ sinh, các bồn rửa, máy sấy dành cho tay, tức là mọi thứ cần thiết để sinh hoạt được thoải mái cho cả khách và nhân viên của trung tâm thiết kế kỹ thuật. Ở tầng 2, bạn và tôi có thể thấy rằng quá trình hoàn thiện cũng đang được tiến hành. Các kết cấu bao quanh đang được lắp đặt và hầu hết đã được lắp xong. Các cửa đã được khóa lại để không làm hư hỏng, nội thất đã hoàn thiện. Và ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng đang diễn ra việc lắp đặt hệ thống ánh sáng mà chúng ta vừa nói đến hôm nay. Điều đáng chú ý là đèn chiếu sáng là đèn huỳnh quang và theo như thông tin mà chúng tôi nhận được từ Vitaly Nikolaevich Deneger, chúng tôi hiểu rằng giải pháp này sẽ cho phép các nhân viên làm việc và thực hiện nhiệm vụ trực tiếp của họ mà không gây hại cho sức khỏe và cho con mắt có được sự thoải mái cao trong những căn phòng này. Chúng ta cũng thấy rằng đang lắp đặt hệ thống thông gió và mọi thứ cần thiết khác nữa cho hoạt động của tòa nhà. Ở tầng 3, về cơ bản, điều tương tự cũng đang diễn ra. Vì vậy, chúng tôi sẽ quay nó trong video tiếp theo. Đấy là đang nói về tòa nhà hành chính. Còn bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang khu vực sản xuất.
khu vực sản xuất của tòa nhà ở tầng 3. Ở đây, chúng ta thấy những điều sau. Chúng ta thấy mức độ hoàn thiện cao của mặt sàn, nền vữa khô đã được hoàn thành. Trong một số phòng, gạch men đã được lắp đặt. Chúng ta thấy rằng việc lắp đặt hệ thống thông gió thật đáng kinh ngạc, có thể nói là vượt trí tưởng tượng. Nghĩa là những chiếc ống dẫn khí khổng lồ, giống như ở tầng 1, nhưng ở đây sự phong phú của các công trình kỹ thuật, cũng là đối với cá nhân tôi, ấy, thật là đáng kinh ngạc. Một số lượng lớn các khớp nối xoắn, các động cơ nhân tiện, chúng đều là những động cơ không đồng bộ. Và tất nhiên, chúng ta đang thấy việc lắp đặt hệ thống điện áp thấp, lắp đặt hệ thống điện, tiếp theo hệ thống chiếu sáng và mọi thứ cần thiết khác. Tôi và bạn hiện nay chúng ta đang quan sát quá trình lắp đặt các bộ tản nhiệt sưởi ấm. Hệ thống ống nối đã được kéo sẵn dưới sàn nhà. Các bộ tản nhiệt đã được lắp. Tất nhiên, một số nữa vẫn còn phải được lắp đặt, nhưng hầu hết chúng đã lắp xong. Ngoài ra, nếu chúng ta đi chuyển ra phía sau tòa nhà, bạn và tôi, chúng ta có thể nhớ lại trước đây những căn phòng này chứa rất là nhiều thiết bị, cụ thể là thông gió và các trạm làm sạch, vân vân và vân vân. Bây giờ, chúng ta thấy rằng các thiết bị này đang được phân tán đến đúng vị trí của nó và đang được sắp xếp. Tiếp theo là ghép với đường ống, kết nối và đã gần đến thời điểm bắt đầu khởi chạy. Còn bây giờ, chúng ta đang chuyển sang tầng lừng của tầng 2. Nó nằm ở phần sau của tòa nhà gần khu đường vận chuyển hàng. Ở đây, chúng ta cũng nhìn thấy mức độ sẵn sàng cao, gạch men đã được lát. Các kết cấu bao quanh đã được lắp đặt, vải sơn đã được trải và đang tiến hành lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa không khí, thiết bị lắp đặt dưới trần nhà. Đây là cấu hình để lắp đặt trần Armstrong. Nói chung, những căn phòng này cũng không bị bỏ quên. Chúng tôi đã không quay cho các bạn xem khá lâu nay, nhưng công việc ở đây vẫn đang chạy hết công suất. Còn ở cuối video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ cảm xúc của mình về việc các thời hạn thật sự rất gấp rút. Thời gian cứ trôi đi, không có gì ở yên một chỗ. Chúng tôi đang nỗ lực thương mại hóa hoạt động kinh doanh, liên tục tổ chức các cuộc đàm phán với các khách hàng quan tâm. Chúng tôi chủ động phát triển sáng chế ở những lĩnh vực mà chúng tôi hiểu rằng các giải pháp như vậy sẽ đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường. Và hiện nay, chúng tôi đang tiến tới giai đoạn cuối cùng của dự án. Với các sản phẩm đã có được chứng nhận, đấy là các máy mài góc với 3 mẫu khác nhau, có chứng chỉ của Liên minh Kinh tế Á-Âu. Tức là đây là một khởi đầu rất tốt đẹp mà chúng tôi đã có được ngay cả trước khi cơ sở này được bàn giao cho Ủy ban Nhà nước. Và một lần nữa tôi nhắc lại, chúng ta đang ở trên công trường. Mặc dù vậy, công trường của chúng tôi lại đa chức năng. Chúng tôi làm việc với nhiều sản phẩm khác nhau. Chúng tôi có hệ thống truyền động tích hợp cho các dụng cụ điện cầm tay, thiết bị gia dụng. Và không chỉ như vậy, chúng tôi có các động cơ bánh xe sẽ hoạt động tốt dưới dạng tời thang máy. Bánh xe dành cho các thiết bị nhẹ, trung bình và thậm chí cả các thiết bị nặng cân nữa. Và tôi xin nhắc lại rằng, tất cả những điều này đã được thực hiện nhờ những nỗ lực chung. Và bạn và tôi, chúng ta hiểu rằng bây giờ, bất chấp những sự kiện đang xảy ra trên thế giới, chúng ta đang ở trong một khái niệm được gọi là cửa sổ cơ hội, vì một số công ty châu Âu đang rời khỏi thị trường và thị trường cần phải được lấp đầy. Chúng ta có toàn quyền để tự tin thâm nhập vào những thị trường này và bán ra những sản phẩm của mình. Vì vậy, tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng tiến độ xây dựng, hoàn thiện xây dựng, tiến độ bắt đầu thương mại hóa toàn bộ và việc đạt hết công suất lúc này chỉ còn phụ thuộc vào tiến độ được nhận vốn đầu tư. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Hẹn gặp lại.